chung ngư bốc chữ ấn, đối chi chung mua đại bàn hữu, chung ngư ní xâm quá đôi phiếp sport này chữ ấn, rư có chữ ấn miên cầm hạp nâng đoan xí tê thỏi chó. Sạch chữ ấn lên mõm, lên thốn, thỏi nghệ bạc, nghệ bái, chia tụ tử cư bàn đà mốc bí phiếp chắc chú riêng rồi bỏ mình nộ. Đồng bày ai dụt, ông bí chung ngư ní kê trâu phiếp thiếp chữ ấn thoa mà đà tên nâng chữ ấn đại miên chung ngư. Nâng khăn ông chữ ấn chia, chữ ấn miên giập hiệp nảnh. Tắn, miên sở tuộp chữ ấn chia cổ la chắc sẽ khỉa giang dựt xe mê. Tại trong bố chữ ấn đại bục vĩnh, miên sắp hiệp sport, sạch chữ ấn mình tắn, miên rôn trả ấn, xót khỉa miên chít khả nịch. Khỉa miên xa ra thiệt ở vấy, xâm rập một bằng hạp chữ ấn ai mòm xót. Phò vị bạ, để cả ca chung ngư chữ ấn bục, cứ cả bạ chữ ấn đại nghị bạ chương kê cứ chữ ấn khnón, chữ ấn cỏ đáy, nâng chữ ấn trọ kìa. Tớ, chữ ấn lõ khá tay chi sport bục bàn giang lên mặt đất. Chữ ân rừng, chữ ân mòm lỡ, bị bụt nhiên bằng xâm, chia sở tuộp nán đại kê hai tha xâm bộ. Cô bản tái, bà dương bị nật mượt hai kháng khăn nông nơi chữ ân vĩnh, nụ kê nâng sẵn kết khơi miên sở tuộp chi lì ca đôi chư bụt bụt tức, bóng cọ nơi lửa khní, đại mần sơ miên cao xì ca rùa tì, nơi gần đá chữ ân cứ chìa rốn đại miên bụt tục khùa. Mần đôi ở vấy, đại phân nay dương mượt khơi, chữ ân đại tha khơi làng rừng nụ, mần mến chia chi lì ca, nị cho lập hiếp, mần cầm rạc nụ lao ý. Chẳng, miễn năm nay cả lụt loa, phá lật chốt chia bà chấm, phịp đôi chia rung chạm mùi giang được chân nông. Rung chạm ní, phá lật cao xe ca bị bà phết, cứ osteoclast, cao xe ca đại miễn phía rẽ tơ bầm phản chẳng chá. Nâng osteoblast, cao xe ca đại miễn bằng tục phá lật chẳng thầm mây. Xa ra thiệt calcium nâng vitamin D, chia tư tớ cứ chia nhẹ tơ bật chất rung chẳng áo miễn sập hiệp rừng mòm lang lọ vinh. Khó phần tái, ca phá lật, nâng ca bóng phá lạnh chữ ấn, bài bà rút tới tám ả dụ. Tăng bí ca rổ hốt đó là dụ một phần chữ nắm, cứ chia rẻ phê nê ca lút loa đồ chữ ấn, rưu ca hai thá đồng nạc ca sở thập bà nà. Bí ả dụ một phần, tới sáp sở phạm chữ nắm, cứ chia đồng nạc ca miên lùm nâng, rồi viên ca đồ, nâng ca bóng phá lạnh chữ ấn, đài miên cầm lăng xa mạc nìa. Chắc bí ả dụ sáp sở phạm chữ nắm lãng tử, nên nê ca chắp đám đa bánh chả tức, ca bóng phá lạnh khăn chương ca phá lật. Đồng nạc cả này luôn bàn dưỡng mình trâm tay mình ách bắt đầu chi vị chết calcium đó cho ấn tí, tại bài chìa bài tới sốp dụng một bị cho ấn vinh. Trong buôn mình lúc bảo, đón xì tế rưu có công hạp rồi bỏ cho ấn, ai thật lẽ cho mình tích bắt đầu mình tích bắt đầu đòi thế tới tạm vậy. Có bàn tay xâm rắp mình lúc rấy, cho ấn bạn bắt bóng lùm nâng dạng khăn nơi phê ớt rồi đời. Atra estrogen thật lẽ cho, công vã chết ớt mớn, bạn chú rùm trong này dạng khăn tới bằng phản cho ấn. Thôi xa cảm ập hiếp, khóa chiếc calcium, khóa vitamin D, sật sân ta chiếc cà ta chùm rung ở chắp bát bọn mát rô bò miết này chứ ẩn. Cùng chứ ẩn dưỡng lại tới chiếc hồi xuối, rùm tối, cụ hà nịp hầy bạ chứ ẩn miền căn tài thông. Chắc bị ảnh dụ 20 năm làng tử, át ra sợ trầy miền chùm ngư chuộc cụ vụt chứ ẩn, bàn càn làng chưa lụm đập. Nơi ảnh dụ 65 năm, miền sợ trầy đo tới 39 phía rơi và chôm nâng cụ ca chùm ngư bột chứ ẩn. Nâng đó tới chất sắp hiệu rồi trong bộ sở trái đại miên ảnh dụ chắc bị 30 năm lãng tử. Các ta đại nôm ảo chắp miên trong ngư phục trở ấn. Chỉ tu tư cứ bằng đàn một phí ảnh dụ nâng vây trong nạc. Thu lọc bạc nắm, bộ phụ có khi cổ ít rưu có tỷ dân, nóng phá rì mạng trả ấn, nóng rẻ phê lớp dị bày khái. Hỏi thu lọc rộng cả phía bál, nâng miên trong ngư rồi liệt đại chỉ bộ phục nôm ảo chắc ấn sport. Chỉ tu tư miên chỉ ạt trong ngư cổ bình. Ý bè chia rồi đi. Bà chia mà nụ sợi, cứ mốc bị chạp ổ rợt đời khẳng bế, bố cứ ổ rợt đời môn ả dụ sai sập chân nằm. Skôm sàng khẳng, bà thân nằm bộ bộ cọc kỳ cụ ít, chả nông nông rẻ bế chàng tạch bày khai chọc nìa. Miến bà vọt ở bộ mà đài thlốc bạch chân. Cả ta kà rời khu luôn, dên tiết, đàn nòm ai nghe miến cửa cà chung ngư chân bộ đài nụ. Cứ một bí mình sơ miễn sẽ cảm ập hiệp bành chanh cầm lãng cài thua cây lạ hạt bán, hỏi cho chất tên nơi nghiêm mùi còn lại dù. Khoa vitamin D, khoa bình lưu thường ngày, mình sơ đá chanh tờ cậu sơ ngóm tên nơi khnông một lúc khnông tía, chi bí xe, xâm phúc mình lúc chạch chú rìa. Khoa xa ra thiệt calcium, đại bản đàn một bí rô bọp à hà mình cụp cửan, rư có một bí miễn rô bọp à hà mình trầm trữ, bò rì phục bài bê, protein tràn trữ, nâng bí xe, bị xa cà phê tràn, sật sống tại chiếc bộ phát nộm ai xa ra thiệt calcium hồi ở trên bị khuôn tư vĩnh tam rẻ tật nộm. Chủ bà rấy, thất xa, có xìa bộ phát đầy nộm ai chập nhìn chẳng bộc đài.
tớ, khi ai cầm nọt ạ tạ xì nhàn, rô gà xì nhàn nấy chung ngư chú ăn phục bàn giang đường ở đất. Miền miệt sgôm khlăng, chuộc bà rây, phạc xà rạ, nụ hỏi xuất sẵn tại chiêu mùa hai đài nòm ôi cụ bếp cất cú đo chung ngư phục chú ăn. Ca vị phía, có ai bằng chạy ông bị rô gà xì nhàn nấy chung ngư phía ăn phục nị đái, tam rà dạ ca vua cầm hạp, rư gò vua đón xì tê rô bò chú ăn, rư nị dây đòi khlấy phía xa xa mánh tới thăng chú ăn. ការរួញកម្ពស់ខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្ពស់ការពីនៅយុគ២០ឆ្នាំក៏ជាកត្តាមួយដែលគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍នឹកឃើញដល់បញ្ហាពុកឆ្អឹងដែរក៏ប៉ុន្តែសូមគុំច្រឡំរវាងការរលាកឆ្អឹងនិងពុកឆ្អឹងពីព្រោះជំងឺទាំងពីរនេះវាច្រើនតែកើតឡើងដូចគ្នាលើស្ត្រីក្រោយពេលអស់រដូវជំងឺពីរនេះគ្មានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាដោយផ្ទាល់ឡើយ ការសិក្សាច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានបង្ហាញថានៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់មានជំងឺរលាកឆ្អឹងហើយគ្មានការអភិវឌ្ឍជំងឺពុកឆ្អឹងទេផ្ទុយទៅវិញបើមានជំងឺពុកឆ្អឹងហើយក៏គ្មានការអភិវឌ្ឍជំងឺរលាកសន្លាក់ដែរប៉ុន្តែគ្រូថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបអាចការពារកុំឲ្យមានជំងឺពុកឆ្អឹងនិងស្ពតកើតបើឆ្អឹងចាប់ដើមស្ពតហើយហើយបានបាក់ម្ដងទៀតនោះ នោះនៅមានករណីបាក់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដល់ជាមិនខានលើក្នុងឆ្នាំខាងមុខការសិក្សាបានសង្កេតឃើញថាមួយភាគ4នៃអ្នកដែលធ្លាប់បាក់ឆ្អឹងតែងតែត្រូវជួបគ្រោះបាក់ឆ្អឹងមួយកន្លែងថ្មីទៀតនៅក្នុងឆ្នាំតែមួយពុកឆ្អឹងគឺជាជំងឺមនុស្សចាស់អាយុកាន់តែច្រើនឆ្អឹងកាន់តែផុយក៏ប៉ុន្តែមានកត្តាខ្លះគេមិនអាចជៀសវាងបានឡើយដូចជាករណីថាមានភេទជាស្ត្រីមានតូចស្គម គូជាអ្នកស្បែកសឬក៏គូសះអាស៊ីស្បែកលឿងស្ត្រីដែលមានរដូវច្រើននិងមិនទៀងក៏អាចជួបផលវិបាកមានហានិភ័យខ្ពស់កើតជំងឺពុកឆ្អឹងដែរតែក៏មានកត្តាខ្លះទៀតដែលយើងអាចជៀសវាងនិងសម្រួលបានហើយបញ្ជៀសបានទៅទៀតតាមបីជៀសវាងនិងជួយឆ្អឹងកុំឲ្យឆាប់កើតជំងឺស្ពតនិងពុកនេះឬក៏បាក់តាន់យើងត្រូវតែរក្សាកំហាប់ជាតិឆ្អឹងឲ្យនៅខ្ពស់បំផុតទើបសុខភាពឆ្អឹងរឹងមាំល្អ ហើយដើម្បីឲ្យសុខភាពឆ្អឹងរឹងមាំល្អមានកម្រិតខ្ពស់គេត្រូវតែថែរក្សាខ្លួនតាំងពីនៅកុមារធ្វើកីឡានៅពេលវ័យជំទង់មានរបបអាហារត្រឹមត្រូវតាំងពីក្មេងជារបបអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិកាល់ស្យូមដូចជាទឹកដោះគោទឹកសណ្តែកឬក៏ពិសាបន្លែបៃតងបញ្ចេញសកម្មភាពហាត់ប្រាណធ្វើកីឡានិងរក្សាទម្លាប់ល្អក្នុងការរស់នៅដោយគ្មានប្រព្រឹត្តគ្រឿងស្រវឹងនិងបារី សកម្មភាពកីឡាដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សុខភាពឆ្អឹងនិងទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគឺការដើរដោយថ្មើរជើងឬក៏រត់ត្រឹកត្រឹកកីឡានេះមានលក្ខណៈប្រពៃបំផុតសម្រាប់ឆ្អឹងមិនថាដើម្បីជាកិច្ចការពារឬក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្យាបាលជំងឺពុកឆ្អឹងទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើមានការជំងឺពុកឆ្អឹងហើយការធ្វើកីឡាតែមួយមុខត្រឹមដើរមិនគ្រប់គ្រាន់ឲ្យជាសះស្បើយឡើងវិញបានឡើយ